Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Total Calcium Magnesium D3. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Total Calcium Magnesium D3 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Total Calcium Magnesium D3 Canxi Citrat Canxi phosphate Canxi Acid Amin Chelate Magnesium phosphate Magnesium oxit Nặng Kém Amino Acid Chelate Manga Acid Amin lết, Phytomenadion Trợ lý Canciferol Acid Ascorbic Acid Folic Công dụng Bổ sung canxi, magi và vitamin D3 cho cơ thể Hỗ trợ chức năng xương khớp, giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa đau khớp Làm giảm nguy cơ loãng xương, sốt xương, thoái hóa xương khớp ở người lớn tuổi giúp cơ phát triển tốt chống mệt mỏi suy nhược thúc đẩy tăng cường chiều cao phát triển tầm vóc cho trẻ em phòng ngừa các bệnh do thiếu canxi hỗ trợ răng chắc khỏe tăng cường hấp thu canxi làm giảm nguy cơ bị đào thải ra ngoài chỉ định người thiếu canxi xương giòn dễ gãy sau chấn thương xương khớp loãng xương ở người lớn tuổi Trẻ em chậm phát triển tầm vóc. Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Người lớn uống 3 lần một ngày, mỗi lần một viên cùng bữa ăn. Trẻ em từ 9 đến 12 tuổi uống 2 lần, mỗi lần một viên. Dưới 8 tuổi hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Total Calcium Magnesium D3, đồng thời biết cách sử dụng Total Calcium Magnesium D3, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.